Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube báo điện tử VOV. Thưa quý vị, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, tình hình chiến sự 2 hoặc 3 tháng tới ở tiền tuyến Ukraine trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ tàn khốc hơn nhiều so với trước đây. Nhà lãnh đạo Hungary đưa ra dự đoán này trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Axel Springer vào Chủ nhật ngày 7 tháng 7 sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nga-Ukraine. Ông Oban cho biết, mức độ xung đột, số người chết, số sinh mạng mất đi và thương vong sẽ tàn khốc hơn so với 7 tháng qua, mặc dù giai đoạn trước cũng rất tàn khốc. Thủ tướng Hungary đề cập đến khối lượng vũ khí trên chiến trường, việc quân đội Nga liên tục tiến lên trên tiền tuyến và cam kết chung của cả hai bên và nhận định rằng vì vậy những gì sắp xảy ra còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ hiện nay trong cuộc phỏng vấn riêng ông orbán cho biết mục đích các cuộc gặp của ông với các nhà lãnh đạo thế giới là để tạo ra lệnh ngừng bắn có thời hạn nhằm đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột nga ukraine để đạt mục tiêu đó ông orbán cho biết ông đang cố gắng thay đổi cái mà ông mô tả là chính sách chiến tranh của mỹ và châu âu để các nhà lãnh đạo thế giới có thể cùng hướng tới một chính sách hòa bình nếu Trung Quốc, Mỹ và châu Âu muốn có hòa bình, thì người Ukraine và người Nga sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp về cách chấm dứt chiến tranh, cách cứu mạng người, cách đàm phán và tìm ra giải pháp lâu dài. Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh thêm, động lực của tôi là nếu chúng ta muốn làm điều gì đó và thay đổi từ chính sách chiến tranh sang chính sách hòa bình thì bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện ông orbán cho biết tổng thống nga putin và tổng thống ukraine zelensky cả hai người mà ông đã nói chuyện đều có tầm nhìn rõ ràng về cách các quốc gia của họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến nhưng viễn cảnh đánh bại nga trên chiến trường của ukraine ngay bây giờ là điều hoàn toàn không thể tính toán được Chuyến thăm của ông Oban tới Moscow vào tuần trước đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các nhà lãnh đạo EU và châu Âu khác, những người cho rằng nhà lãnh đạo Hungary không có thẩm quyền để thực hiện các sứ mệnh thay mặt cho EU. Thư ký báo chí Nhà trắng, Karin Jean-Pierre cho biết, chuyến thăm của ông Oban sẽ không thúc đẩy mục tiêu hòa bình và phản tác dụng đối với việc thúc đẩy chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine. Người đứng đầu NATO, Jens Stoltenberg cho biết, tổng thống Orbán đã thông báo cho liên minh về chuyến đi của mình, nhưng nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Hungary không đại diện cho NATO tại cuộc họp này. Đáng chú ý sau khi Berlin chỉ trích chuyến thăm của thủ tướng Hungary Viktor Orbán tới Moscow, các cuộc đàm phán đã lên kế hoạch giữa các ngoại trưởng Hungary và Đức đã bị hủy bỏ. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Anna Lena Baebok ngày 8 tháng 7 sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hungary tại Budapest, Hungary. Nhưng chính phủ Hungary đã bất ngờ hủy phiên họp vào tối ngày 5 tháng 7 mà không thông báo trước. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Đức cho biết họ rất ngạc nhiên và cần có một cuộc thảo luận nghiêm túc và trung thực sau khi Thủ tướng Orbán gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5 tháng 7. Không chỉ một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU tức giận về chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Hungary. Tổng thống Ukraina Zelensky cũng cho rằng Thủ tướng Viktor Orbán không thể đóng vai trò trung gian giữa Nga và Ukraina để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 28 tháng, và chỉ có các cường quốc thế giới như Trung Quốc, Mỹ hoặc Liên minh châu Âu mới có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Cụ thể, khi các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Washington, Mỹ, Ông Zelensky tuyên bố rằng chỉ những nền kinh tế hùng mạnh hoặc các quốc gia có lực lượng vũ trang mạnh hơn nhiều so với Nga mới có thể thực hiện nhiệm vụ hòa giải. Phát biểu trên chương trình tin tức ngày 8 tháng 7, nhân chuyến thăm nước láng giềng Ba Lan, ông Zelensky cho biết, có nhiều quốc gia như vậy trên thế giới không? Không nhiều. Tôi tin rằng Mỹ và Trung Quốc là những quốc gia như vậy. Và EU không phải là một quốc gia, mà là toàn bộ EU. Họ thực sự có thể thực hiện sứ mệnh trung gian. Ông Zelensky cho biết, việc Thủ tướng Oban trao đổi với Tổng thống Putin không có sự phối hợp với Kiev. Kể cả ông Putin gặp quốc gia nào đó, điều này không có nghĩa là ông ấy muốn kết thúc xung đột. Ông Zelensky khẳng định, Kiev vẫn cởi mở với đề xuất mà các nước đưa ra về cách tìm con đường dẫn đến hòa bình, nhưng phải phù hợp với tầm nhìn của Ukraine, đặc biệt là kế hoạch hòa bình 10 điểm. Ukraine hy vọng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ hai vào cuối năm nay. Cũng trong ngày 8 tháng 7, người phát ngôn The Mystery Peskov của Điện Kremlin đã đưa ra lời nhận định về chuyến đi đến Ukraine-Nga của ông Oban. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Peskov của Nga cho biết, ông Oban đang thực hiện một sáng kiến nghiêm túc để so sánh quan điểm của các bên, và chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực này của ông Oban. Có rất nhiều bất đồng giữa các bên liên quan, nhưng ít nhất ông Oban đang thực hiện một nỗ lực rất nghiêm túc để hiểu bản chất của những bất đồng này trong chuyến thăm Trung Quốc, chặng thứ ba trong sứ mệnh hòa bình của Thủ tướng Hungary, ông Orbán và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng trao đổi sâu rộng về cuộc xung đột tại Ukraine. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Orbán đã thông báo ngắn gọn về các chuyến thăm gần đây của ông tới Ukraine và Nga. Nhà lãnh đạo Hungary cho biết, Budapest luôn mong muốn hòa bình và cuộc xung đột quân sự ở nước láng giềng Ukraine diễn ra trong hơn hai năm qua đã có tác động nhất định tới nước này. Thủ tướng Orbán nêu rõ Hungary ủng hộ kế hoạch của Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột Ukraine, đánh giá cao sáng kiến hòa bình của Bắc Kinh. Trước đó, khi đến Bắc Kinh, thực hiện chuyến thăm với tên gọi là Sứ mệnh Hòa bình 3.0, ông Orbán đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng Trung Quốc là cường quốc chủ chốt, góp phần tạo điều kiện cho hòa bình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, và đó là lý do ông đến Bắc Kinh, gặp Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ hai tháng sau chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Budapest. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc cũng đánh giá cao những nỗ lực của Thủ tướng Hungary trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine và nêu chi tiết các quan điểm cũng như các đề xuất liên quan của Bắc Kinh. Theo đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc sớm đạt được lệnh ngừng bắn và giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng sẽ đảm bảo lợi ích của tất cả các bên. Lưu ý ưu tiên hàng đầu là hạ nhiệt tình hình bằng cách tuân thủ ba nguyên tắc, đó là không mở rộng khu vực xung đột, không leo thang giao tranh và không đổ thêm dầu vào lửa. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện và hỗ trợ nối lại đối thoại, đàm phán trực tiếp giữa hai bên, đặc biệt là các nước lớn cần tạo ra những động lực tích cực để sớm đạt được lệnh ngừng bắn. Ông đánh giá những đề xuất cơ bản và hướng tiếp cận của Bắc Kinh và Budapest trong vấn đề này có sự tương đồng, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng giữ liên lạc với Hungary và tất cả các bên liên quan. Trước hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Washington nhằm thảo luận việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, Chuyến đi diễn ra sau khi Ủy ban châu Âu xác nhận vào tuần trước rằng sẽ áp dụng mức thuế lên tới 37,6% đối với sản phẩm xe điện nhập khẩu sản xuất tại Trung Quốc. Thủ tướng Hungary ủng hộ nỗ lực quay trở lại nhà trắng của ông Donald Trump và đã gặp ông Trump ở Florida hồi tháng 3 nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai người sẽ gặp lại. Chính phủ Hungary chưa tiết lộ thông tin chi tiết về chuyến thăm Mỹ của ông Orbán. Thủ tướng Hungary từng nhiều lần chỉ trích viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Ông cũng là lãnh đạo EU có mối quan hệ nồng ấm nhất với chủ tịch Trung Quốc và tổng thống nga. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.